Sau sự kiện thị trường thêm một phiên rúng động vì thông tin nước mắm nhiễm arsen, thì đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam một lần nữa đưa ra thông điệp người tiêu dùng nên tỉnh táo trước các thông tin về an toàn thực phẩm. Thông điệp được đưa ra tại Hội nghị Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam trong khuôn khổ triển lãm Việt Nam Food Expo 2016. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP, mặc dù hiện tại, luật pháp Việt Nam đã quy định các cơ sở sản xuất, thương mại thực phẩm chỉ được hoạt động khi có chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng thực phẩm bẩn vẫn tồn tại ngang nhiên trên thị trường. Nghịch lý này, theo bà, phần nhiều xuất phát từ cơ chế quản lý, như không kiểm soát tốt các địa điểm đầu của chủ thực phẩm như biên giới, chợ đầu mối, các cảng biển, không bắt buộc truy xuất nguồn gốc và quá nhiều cơ quan chịu trách nhiệm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Đáng chú ý, các thông tin không chính xác lại còn gây cản trở sự phát triển của các cơ sở sản xuất, phân phối thực phẩm an toàn. Đơn cử như sự việc nước mắm nhiễm thạch tín vừa qua đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống. Về vấn đề này, bà Minh cho rằng lỗi phần nhiều là ở truyền thông, khi thông tin không có sự phối kiểm với các bên liên quan. Tuy nhiên, chính người tiêu dùng cũng nên tỉnh táo và thận trọng với các thông tin được tiếp nhận. Người tiêu dùng nên có một cái tỉnh táo và chúng ta nên dựa vào những cái chứng cứ, những cái sự kiện, những cái gọi là người ta kêu bằng những cái fact đó, những cái thông qua các cái cơ quan nghiên cứu hoặc là các cái công bố của các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam và nhiều nước, và truyền thông cũng nên đi theo hướng đó để giúp cho người tiêu dùng. Tại vì bảo người tiêu dùng tự đi tìm thì cũng rất là khó, nhưng mà các cái chuyên gia người ta có kênh thì chúng ta nên dựa vào chuyên gia để chúng ta làm cái chuyện đó. Thì như vậy là nó sẽ giúp cho người tiêu dùng định hình được, tự chọn cho mình được cái sản phẩm nào tốt hơn. Bên cạnh đó, bà Minh cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên thay đổi một số thói quen tiêu dùng không tốt như mua sản phẩm không có bao bì, nhãn mác và lựa chọn sản phẩm dựa vào cảm tính thay vì các tiêu chuẩn an toàn. Theo số liệu của bà, đến 50% sản phẩm thực phẩm hiện nay được mua qua chợ truyền thống, đa phần là không có bao bì, nhãn mác. Điều này không những tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm bẩn tồn tại, mà còn không khuyến khích được các doanh nghiệp làm ăn chân chính phát triển.